Đây là một sân chơi thú vị và đầy sáng tạo cho các bạn học sinh, mang tới cơ hội để các em nói lên tiếng nói và chia sẻ góc nhìn riêng của mình về các vấn đề xã hội, đồng thời phát triển các kỹ năng mềm qua hành trình làm phim. Sau nhiều năm tổ chức KWN, chúng tôi không ngừng nỗ lực để mang đến những trải nghiệm thú vị hơn cho các em học sinh, cũng như giúp các em phát triển kỹ năng bản thân. Tôi thực sự ấn tượng với cách các em kể câu chuyện của mình qua các bộ phim với sự quan tâm sâu sắc đến nhiều vấn đề khác nhau trong xã hội. Thông qua quá trình làm phim và các hoạt động giao lưu, tôi hy vọng các em sẽ được truyền thêm nhiều cảm hứng để góp phần kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam. Có một điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, đó là chủ đề mà các em lựa chọn đều là những chủ đề vô cùng gần gũi và thiết thực trong cuộc sống mà không chỉ các em và người lớn chúng ta cũng đang quan tâm trong xã hội hiện nay. Và rất là nhiều bộ phim có chất lượng được làm một cách rất là hoàn hảo, tròn trịa. Qua ống kính trẻ thơ 2023 tại Việt Nam đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của chương trình về cả số lượng và chất lượng kịch bản đăng ký. Từ rất nhiều đơn đăng ký tham gia chương trình không chỉ ở Hà Nội mà từ nhiều tỉnh thành trên toàn quốc, ban tổ chức đã lựa chọn được 16 kịch bản có ý tưởng xuất sắc nhất để tham gia vòng làm phim. Qua chương trình KWN thì em đã có một mùa hè rất là bổ ích và vui vì em đã được học rất nhiều các kỹ năng như là quay phim, dựng phim, diễn xuất và cùng nhau làm việc nhóm. Chúng em cũng cùng nhau vượt qua khó khăn để mà có thể làm được một bộ phim hoàn chỉnh. Tại Việt Nam, Panasonic đã tổ chức thành công 16 mùa giải, gần 3.000 học sinh tham gia với hơn 150 video được sản xuất. 15 lần có phim lọt vào top vòng chung kết quốc tế trực tuyến. Hai bộ phim được vinh danh tại buổi lễ trao giải lần này là Gương và Cuộc đời im lặng của Goldie sẽ có cơ hội được giao lưu với các đội khác trên toàn thế giới tại sự kiện Qua ống kính trẻ thơ 2023 toàn cầu được tổ chức trực tuyến vào tháng 10 năm nay.